sẽ có 253 tỷ 836 triệu đồng được đầu tư thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 trong năm nay. Trong đó có 2 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương, còn lại là từ nguồn ngân sách trung ương và xã hội hóa. Từ nguồn kinh phí này tỉnh sẽ hỗ trợ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh tăng cường đào tạo bồi dưỡng các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng và lĩnh vực du lịch dịch vụ thương mại và trong nội bộ từng ngành. Trong năm tổ chức đào tạo mới bồi dưỡng lại cho 11.500 người, trong đó trình độ cấp đẳng là 4.500 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 67,7%.